Cá tính hậu đậu mà vẫn thích bon chen đi làm bánh thì mọi người nhớ xem hết video để biết kết quả ra sao nha. Hôm nay tham gia bếp bánh nên cũng hóa thân vào một chiếc outfit trông cũng ra dáng người phụ nữ trưởng thành lắm chứ ha. Workshop này là ở bên tiệm bánh Mâm Mâm. Mỗi ngày tiệm đều có lịch 2 khung giờ cho mọi người tự chọn sắp xếp và mỗi buổi học chỉ kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Bắt đầu từ 10 giờ đến 12 giờ và 13 giờ đến 15 giờ. Một lớp thì chỉ giới hạn tối đa là 4 học viên thôi, còn bữa nào hên hên sẽ chung lớp học 1-1 như mình vậy nè. Bạn nào mà chưa từng bao giờ làm bánh kem thì cứ thử đi, không cần phải lo đâu vì đây cũng là lần đầu tiên của mình đó. Cô giáo sẽ hỗ trợ mình từ A tới Z, hướng dẫn tận tâm theo sát từng bước nhỏ một luôn. Bởi vậy khi làm rồi mới thấy được một chiếc bánh kem khi nhìn vào tưởng chừng là đơn giản nhưng mà thật ra mọi thứ rất là cần sự tỉ mỉ, cũng như là mình phải cần thả cái tâm vào chiếc bánh nữa. Từ khâu xếp bánh để dựng ở bước đầu tiên đến làm túi bắt kem rồi phết kem rồi còn vẽ vời nữa là thật sự kỳ công lắm á. Nói chung là khi làm mình cũng run tay lắm nhưng mà có cô giáo lúc nào cũng đứng bên cổ vũ. Ở Mâm Mâm thì sử dụng 100% kem bơ nên là bạn nào có thích cái kiểu bánh Hàn Quốc tông màu pastel nhẹ nhàng thì đây là nơi rất là phù hợp. Dụng cụ ở workshop cũng đầy đủ mẫu mã để mọi người có thể chọn làm bánh nào thì cũng có cái để sử dụng. Và sau 2 tiếng học thì mình nhận lại được gì đây? Không ngờ là cũng có ngày mình làm nên chuyện rồi nè. Mọi người chấm cho chiếc bánh kem này mấy điểm? Cũng xứng đáng được con 7 con 8 mà ha. Phí cho một buổi tham dự buổi học của một người là 550, còn hai người sẽ là 850. Không cần phải chờ đến sinh nhật hay là kỷ niệm đặc biệt nào đó, cứ tự tay làm một chiếc bánh kem không nhân dịp gì cả vì chỉ cần giúp tinh thần thoải mái hơn là được đúng không nè. Bạn nào có thêm bản thân hay là người yêu thì đủ đổi gió để làm bánh tăng thêm tình cảm ý nghĩa lắm đó nha. Mình cũng đi với người yêu nhưng mà người yêu bận chụp hình cho mình rồi nên là khoe với mọi người một vài khoảnh khắc tại workshop nha.